Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong số những bậc thầy phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, rắn mối là một loài bò sát khá hiền lành. Chúng thường sinh sống ở những khu vực có nhiều cây cối như vùng núi, khu vực nông thôn. Thông thường, nếu quý vị sinh sống ở khu vực này, việc có một chú rắn mối xuất hiện trong nhà là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện trong một ngôi nhà tại thành phố thì lại là một hiện tượng không hề bình thường, đặc biệt là trong dịp tháng cô hồn này. Bởi theo quan niệm dân gian, rắn mối là một loài rắn có ý nghĩa tâm linh rất lớn. Vậy nếu như rắn mối vào nhà, đây sẽ là điểm báo hiệu cho điều gì sẽ diễn ra đối với gia chủ? Hãy cùng với kênh Phong thủy Lộc Tài đi tìm hiểu về những điểm báo đặc biệt mà rắn mối mang tới trong tháng ma quỷ này để giúp quý vị không bỏ lỡ bất cứ điểm báo nào về vận số của mình trong tương lai. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Trước khi tìm hiểu về việc rắn mối vào nhà là điềm lành hay điềm dữ, thì quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về rắn mối để có thể hiểu kỹ nhất về việc điềm báo khi rắn mối vào nhà. Rắn mối thuộc loài bò sát, sống chủ yếu ở các vùng đồng quê hoặc những nơi ẩm thấp, thậm chí là ở những bụi cỏ, bãi rác, chúng ta cũng có thể thấy sự hiện diện của loài rắn mối này. Chúng sinh sống rất mãnh liệt, không làm hại đến con người. Thậm chí ngay tại khu vực thành phố, nhất là những khu vực có nhiều cây cối thì rắn mối cũng thường hay xuất hiện. Tại một số quốc gia có khí hậu nhiệt đới, ví dụ như khu vực Đông Nam Á, thường có số lượng rắn mối sinh sống rất lớn, trong đó có cả Việt Nam. Loài rắn mối có cấu tạo ngoại hình độc đáo, phần đầu rắn mối trông hơi giống hình tam giác, có 4 chi và mỗi chi có 5 ngón chân, phân thân thành những lớp vảy có màu nâu đen, màu trắng đục vàng. Hai bên phần hông có sọc dài màu đỏ hơi kéo dài ra đến chân sau. Rắn mối hiện tại có hai loại thường gặp. Thứ nhất là rắn mối có phần lưng sọc dài. Đối với loài rắn mối này thì phần lưng sẽ có khoảng 5 cho đến 7 sọc màu đen rất dài, xuất phát từ phần hông lưng nối dài xuống tận gần phần đuôi của nó. Loại thứ hai là rắn mối có lưng trơn, tức là ở trên lưng của chúng sẽ không có những sọc kẻ. Phần vảy trên lưng thường có màu nâu, sọc đỏ hai bên hông chỉ kéo dài đến phần chân sau. Rắn mối có cả con đực lẫn con cái. Để phân biệt đâu là đực, đâu là cái thì chúng ta sẽ có một cách nhận biết rất riêng. Quý vị thân mến, tuy là loài có thể bắt gặp ở vùng nông thôn, nhưng việc rắn mối đột nhiên bò vào nhà trong tháng 7 cô hồn thì nó thực sự rất đáng để quan tâm. Quý vị hãy cùng tìm hiểu xem loài rắn mối sẽ đem lại những điểm gì khi nó bò vào trong nhà trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, rắn mối vào nhà là có điểm báo gì? Đối với một loài bò sát khá hiền lành, có vảy như rắn mối thì chúng hoàn toàn không làm hại tới chúng ta. Chưa hết, loài rắn mối này lại có ở rất nhiều những vùng có khí hậu nhiệt đới, cho nên việc bạn nhìn thấy một con rắn mối bò vào nhà là chuyện hết sức bình thường. Mặc dù tên gọi của chúng là rắn mối, nhưng loài bò sát này lại không hẳn là rắn. Nếu thấy rắn mối bò vào trong nhà thì chúng ta chỉ việc xua đuổi chúng ra thôi, chứ không hoàn toàn có điểm báo gì nghiêm trọng hết. Một số người cho rằng rắn mối trông gần giống với loài kỳ nhông nhưng di chuyển khá chậm, phần vảy hơi bóng, sống quanh khu vực có bụi rậm, sông nước. Chúng chủ yếu hoạt động nhiều nhất vào ban ngày, tùy thuộc vào điều kiện sinh sống của nơi đó mà nó sinh sống thì chúng sẽ có cách thay đổi kiếm ăn riêng. Ví dụ, vào ngày hè thì rắn mối sẽ bắt đầu hoạt động từ lúc sáng cho đến lúc hoàng hôn lặn. Vào những ngày chưa nắng thì chúng thường ẩn nấp ở những nơi có bóng mát hoặc những chỗ ẩm thấp. Vào mùa đông thì rắn mối sẽ không ra ngoài mà thường trốn trong hang của nó, và nó chỉ ra ngoài khi nhiệt độ bên ngoài bắt đầu ấm lên, đặc biệt là vào buổi trưa. Ngoài ra, vào mùa hè thì loài rắn thường hay lột xác, trung bình một năm chúng sẽ lột xác khoảng từ 3 đến 5 lần. Lớp da sau khi đã lột thành công sẽ bị chúng xử luôn.
Tại một số tỉnh thành ở khu vực miền Tây thì rắn mối là một món đặc sản rất nổi tiếng ở miền sông nước. Những món ăn ngon được làm từ rắn mối luôn có hương vị rất hấp dẫn. Những món ngon nổi tiếng mà mình được biết đó là món rắn mối chiên giòn, cháo rắn mối xào chung với sả ớt, rắn mối nướng với lá cách, rắn mối nướng mọi, gỏi rau trộn rắn mối. Vậy thì nằm mơ thấy rắn mối sẽ có ý nghĩa gì? Những ai mà nằm mơ thấy rắn mối bò vào nhà thì đây là những điểm báo sẽ mang lại ẩn số bí mật vì nó có thể là xui hoặc hên tùy vào hoàn cảnh của giấc mơ. Khi nằm mơ thấy rắn mối đang sống, nếu như bạn thấy một con rắn mối vẫn sống thì đây là một điểm báo xấu, ngụ ý rằng bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân và một số người đang hòng muốn hãm hại bạn. Chúng có thể làm mọi cách để lấy lòng bạn và sau đó sẽ hãm hại bạn. Nhớ cẩn thận và đề phòng trước mọi tình huống sẽ xảy ra. Nằm mơ thấy rắn mối chết. Theo suy luận của một số chuyên gia giải mã bí ẩn giấc mơ thì đây là một điểm báo rất tốt, ngụ ý nói rằng cuộc sống và công việc của bạn đang đi theo con đường rất thuận lợi và thành công sẽ sớm đến với bạn nếu bạn kiên trì thực hiện chúng. Nằm mơ thấy rắn mối bò vào nhà. Nếu bạn nằm mơ thấy điểm này thì xin chúc mừng bạn, đây là một điểm báo rất tốt. Bạn sắp được tài lộc từ trời ban, mọi công việc của bạn sẽ luôn tiến triển thành công. Nếu rắn mối cái bò vào trong nhà thì đây là điểm báo bạn sắp chào đón một đứa con sắp ra đời. Còn nếu là rắn mối đực bò vào nhà thì bạn sắp có quý nhân phù trợ. Nằm chiêm bao thấy được quà tặng làm từ da con rắn mối. Với điểm báo này thì đây là một điểm báo rất tốt, tức là bạn sắp có quà tặng từ một người nào đó. Nhưng khi bạn nhận món quà này thì bạn cũng cần phải cẩn thận và đề phòng. Dù đây là lộc từ phương xa đến, nhưng khi bạn nhận được quà, tức là bạn đang nợ ơn của người ta. Quý vị thân mến, trong các loài vật, không chỉ có rắn mối mang lại may mắn mà còn có một số những con vật khác cũng đem lại may mắn vào nhà cho gia chủ. Dưới đây là 7 con vật đột nhiên vào nhà trong tháng 7 âm lịch sẽ chứng tỏ thần tài ghé thăm và làm cho gia chủ có những thay đổi mới tốt hơn, các bạn chớ dại mà xua đuổi và đánh đập. Thứ nhất là chó lạ ghé thăm nhà bạn. Từ xa xưa, loài chó đã là một biểu tượng của sự may mắn bởi vì tiếng kêu của nó phát ra âm thanh giống với âm thanh của hai chữ thịnh vượng, vì thế mà chúng thường được gọi là chó tài vượng. Nếu như chó tự tìm đến nhà, điều này nói lên rằng nhân duyên của chủ nhà và chú chó đó không hề nhỏ. Nhân duyên tốt cũng tìm đến, biểu hiện rằng tài phú tìm đến, tài vận tăng nhanh, gia đình ngày càng giàu có và có quý nhân phù trợ. Thứ hai, rùa vào nhà. Rùa là một linh vật đại diện cho sự may mắn và trường thọ. Nếu như gia đình có người bị bệnh, lại gặp rùa tìm đến nhà, thì không lâu sau đó, người bệnh sẽ khỏi và mọi khổ nạn đều tiêu tan, mang đến sự trường thọ. Đây là loài vật trấn giữ ngăn cản việc chết chóc, đuổi đi điểm gở và mang về sự may mắn. Đồng thời, rùa tự tìm đến nhà cũng báo hiệu sắp có quý nhân trợ giúp, công việc của bạn sẽ thuận lợi, hành thông hơn. Thứ ba là rắn bò vào nhà. Hầu hết mọi người đều hoảng loạn, lo lắng khi thấy rắn vào nhà và cố tìm mọi cách để đuổi chúng đi. Nhưng thực ra, trong các loài rắn, có những loài lành tính mang theo vận may đặc biệt trong người. Theo tín ngưỡng, chúng là loài vật thuộc tâm linh, mang ý nghĩa quan trọng, tuyệt đối không được giết kẻo mang tội mà cả đời chịu quả báo nghèo hèn. Khi rắn bò vào nhà, tức là nó đem tới may mắn cho gia chủ, hãy tỏ ra biết ơn và không hành động quá khích khiến chúng cảm thấy bị đe dọa. Thứ tư là rơi làm tổ trong nhà. Hình thù bên ngoài của rơi khiến cho nhiều người không mấy thiện cảm với chúng. Tuy nhiên, rơi bay vào nhà tượng trưng cho sự phú quý và giàu sang. Điều này ngầm báo rằng gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong tiền bạc, tài chính. Trong văn hóa Đông Nam Á, rơi là động vật biểu tượng cho sự đại phúc và trường tồn. Biểu tượng của rơi thường được làm cách điệu bằng hình tròn với ngụ ý là ngũ phúc. Khoa học cũng lý giải, rơi là loài nhạy bén về các giác quan nên chúng dễ dàng nhận được môi trường sống thuận lợi để sinh sống. Chính vì thế, khi rơi làm tổ trong nhà bạn cũng đồng nghĩa với việc ngôi nhà của bạn có phong thủy rất tốt. Thứ năm là ong mật xây tổ trong nhà. Loài ong mật thường làm tổ ở những nơi có môi trường tốt. Nếu như nó xây tổ trong nhà bạn, điều này báo hiệu rằng vận khí của gia chủ không hề tệ, tài lộc đều được như ý.
những con ong thường đến để báo ân, tượng trưng cho mùa màng hạnh phúc, mùa màng bội thu và luôn gặp may mắn. Nếu bạn là một người kinh doanh, ong đến nhà, điều này cho thấy công việc của bạn sẽ thuận lợi, cuộc sống gia đình cũng đầm ấm hơn. Thứ 6 là thỏ vào nhà. Loài thỏ có vẻ ngoài sạch sẽ, rất thông minh và có hành động vô cùng đáng yêu. Đồng thời, thỏ cũng đại biểu cho sự thiện lương và hòa ái. Nếu như có một chú thỏ không mời mà tới, điều này cho thấy rằng gia chủ sắp có việc vui, gia đình sắp có tiệc mừng, các tú nữ độc thân rất nhanh sẽ gặp được người yêu để tiến tới hôn nhân, các mối quan hệ cũng sẽ trở nên tốt hơn, giao tiếp tốt hơn, gia đình hạnh phúc và thịnh vượng. Quý vị có thể thấy một điều, nếu bạn chỉ nhìn vào con rắn mối bò vào nhà thì đây là một chuyện xảy ra rất bình thường, giống như một số loài bò sát khác mà thôi. Cho nên, đây không phải là điểm báo tốt hay xấu gì hết. Chúng bò vào nhà thì ta chỉ cần tìm cách đuổi chúng ra thôi, vì rắn mối khá dơ bẩn, nếu chúng trốn trong nhà có thể vô tình khiến cho ngôi nhà của bạn bị nhiễm khuẩn. Còn nếu bạn nằm mơ thấy con rắn mối bò vào nhà thì đây mới là những điểm báo sắp xảy đến đối với bạn. Còn điểm báo này ẩn chứa điều gì, tốt hay xấu thì còn tùy thuộc vào thông tin chính xác của những giấc mơ nữa nhé. Hy vọng rằng thông tin mà kênh Phong Thủy Lộc Tài mang lại hôm nay cho quý vị sẽ phần nào giúp cho quý vị giải đáp được những thắc mắc của bản thân về tâm linh và phong thủy. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất cứ video mới nhất nào đến từ Phong Thủy Lộc Tài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.